被nêu sao? Sine cả, Sine em để chế độ thường hay đường đường cao? Regen đi. Hơi sáng đúng không? Em để Regen, sau đó em giảm bớt độ sáng xuống. Lên Regen, giảm bớt độ sáng xuống. Đúng rồi, oh, về được, ok rồi. Về đây chắc do mình chiếu nó gần quá, nó sáng quá. Ok. Ở đây là em máy chiếu siêu gần ghép sân nha cả nhà. Với mức giá chỉ khoảng từ vài triệu đồng mà các bạn có thể sở hữu ngay một em máy chiếu gần siêu gần. Các cái thương hiệu đầy đủ trên trang web máychiếucũ.com nha. Đây là một cái mẫu máy mà có rất nhiều những tính năng hay ho của Epson này. Cái dòng này thì chỉnh cái focus nằm phía bên hông nha. Máychiếucũ.com với mức giá khá hấp dẫn chỉ từ vài triệu đồng là các bạn có cơ hội sở hữu một cái máy chiếu và màn chiếu siêu gần, màu sắc đẹp, chiếu phim đi học rất là ok nha. Các bạn lưu ý là khi các bạn sử dụng, cho dù là các cái máy chiếu nó có tính năng tắt nhanh hay tắt chậm thì chúng ta cũng phải tắt bằng remote và chờ có khoảng khi nào cái đèn nguồn hết chớp mới được rút điện ra nha các bạn. Em này có tiếng Việt luôn này. Menu có tiếng Việt rất là dễ dùng và đặc biệt là có luôn HDMI. Có luôn HDMI trên máy chiếu cũ.com.